Xin chào các bạn. Việc chuẩn bị hồ sơ xin visa du học ở Canada đã khó, mà thủ tục gia hạn visa và study permit tại Canada lại càng khó hơn, nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tại quốc gia này. Nếu bạn không hiểu rõ thủ tục gia hạn visa và study permit Canada, thì việc xin gia hạn của bạn sẽ gặp nhiều bất lợi, hoặc có thể là bạn sẽ phải quay trở về Việt Nam mà không được tiếp tục học tại Canada nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông tin về thủ tục gia hạn visa và study permit Canada nhé. Study permit là gì? Đây là giấy cho phép bạn được ở lại Canada với mục đích học tập, thời hạn tùy theo thời gian trên thư nhập học của trường. Học sinh đăng ký học từ lớp 1 đến lớp 8, study permit thường là 1 năm, và học sinh đăng ký học từ lớp 9 đến lớp 12 hoặc sau trung học, thời hạn của study permit thường bằng thời gian học cộng thêm 90 ngày. Riêng ở tỉnh Quebec thì thời hạn của study permit thường bằng thời hạn của CAQ, thì nơi cấp chính là hải quan tại sân bay Canada, gia hạn là trong lãnh thổ Canada. Điều kiện được cấp study permit: khi đến sân bay của Canada, sinh viên cần vào phòng hải quan để khai form và mang theo những giấy tờ như sau: thư nhập học, visa, giấy tờ tùy thân khác và trả lời những câu hỏi liên quan. Khi nào cần gia hạn study permit? Khi gần kết thúc năm học, sinh viên sẽ được nhà trường cấp thư nhập học mới dựa trên điểm số trước đó. Sinh viên cần gia hạn study permit mới để tiếp tục được ở lại Canada. Thông thường thì study permit cần được gia hạn khi còn khoảng 4 tháng trước ngày hết hạn. Các thủ tục cần gia hạn study permit thì sinh viên xin gia hạn study permit ngay tại Canada bằng hai cách. Bạn có thể apply trực tuyến thông qua trang web www.cic.gc.ca, hoặc các bạn có thể gửi hồ sơ trực tiếp tới văn phòng xử lý hồ sơ tại Verview, Alberta tối thiểu 30 ngày trước khi hết hạn. Khi danh phục hồ sơ cần chuẩn bị gia hạn giấy phép du học, các bạn có thể tham khảo tại trang www.cic.gc.ca. Khi nào cần gia hạn visa? Khi bạn có ý định về Việt Nam chơi thì phải kiểm tra xem visa còn hạn tới lúc trở lại Canada hay không. Nếu còn ít hơn hoặc hết thì phải gia hạn để đảm bảo có giấy thông hành khi trở lại Canada học tập. Các thủ tục cần gia hạn visa: có thể xin cấp lại visa nếu gần hoặc hết hạn sử dụng bằng cách nộp hộ chiếu và giấy phép du học còn hạn, các giấy tờ cần thiết của việc học và điền vào bộ đơn gia hạn tới lãnh sự quán Canada. Bạn cũng có thể về Việt Nam và xin cấp tương tự tại lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh nếu giấy phép du học còn hạn tối thiểu 6 tháng. Trong trường hợp giấy phép du học còn giá trị ít hơn 6 tháng hoặc đã hết hạn, bạn phải tiến hành nộp đơn xin lại giấy phép du học mới. Các giấy tờ cần để gia hạn visa: bạn cần có passport, có visa cũ và có hạn ít nhất là 6 tháng. Study permit còn hạn ít nhất 3 tháng hoặc cho đến hết thời gian học trên thư nhập học. Bản điểm: bạn sẽ nộp bản chính hoặc bản copy của những học kỳ gần nhất. Thư nhập học là bản chính hoặc bản copy thời khóa biểu cho học kỳ mới nếu có, không thì lấy thời khóa biểu của những học kỳ cũ đã học. Vé máy bay 1 triệu từ Việt Nam đến Canada. Bin Lai đã đóng học phí cho kỳ sắp tới khi quay lại Canada tiếp tục học. Xác nhận số dư tối thiểu là 10.000 đô Canada và tiền xét visa sẽ là 142 đô la. Và bạn không cần phải khám sức khỏe lại, nên nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán Canada tại số 162 Baxter, quận Nhất. Thời gian xét trung bình là 10 đến 20 ngày sẽ nhận kết quả. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về thủ tục gia hạn visa và study permit Canada, cũng như bất kỳ thắc mắc về quy trình thủ tục hồ sơ xin visa du học, thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ như sau. Địa chỉ tại chi nhánh quận 1, 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Điện thoại 028-3838-2080 hoặc các bạn có thể truy cập qua website tandaidương.edu.vn, tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội nhé. Xin chào các bạn.